Mà số 42, hướng dẫn sử dụng và ứng dụng phần mềm Email Marketing Response. Chào bạn, như tôi đã nói ở bài học trước á, trong bước số 5 của quy trình triển khai 7 bước của một chiến dịch email marketing thì bài này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách sử dụng công cụ Response để gửi email. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Bạn truy cập vào cái trang web là email.afimark.com, cái trang web ở trên màn hình các bạn nhé. Rồi chúng ta enter trên màn hình nha các bạn. Rồi đây là giao diện chính của trang Response các bạn nhé. Hiện tại bây giờ Response là một những công cụ giúp cho chúng ta gửi email marketing và được nhiều người dùng. Hiện tại bây giờ thì Response cũng là Việt hóa, có nghĩa là đã có giao diện tiếng Việt rồi, cho nên là cũng rất là dễ dàng sử dụng các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Thì Response á, chúng ta sẽ đăng ký sử dụng miễn phí trong 30 ngày và số lượng email chúng ta có được khoảng tầm 1.000, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký miễn phí để các bạn trải nghiệm trong vòng 1 tháng đầu tiên. Sau khi các bạn trải nghiệm, các bạn thấy nó hiệu quả, phù hợp với cái mô hình kinh doanh của mình thì các bạn sẽ nâng cấp nó lên, tùy theo cái nhu cầu sử dụng chúng ta sẽ nâng cấp lên. Cái phí nâng cấp thì nó cũng không có đắt lắm, thì khoảng tầm 15 đô một tháng và là chúng ta đã sử dụng được tất cả tính năng ở bên trong rồi các bạn nha. Thì email marketing hiện tại bây giờ là một trong những cái hình thức là quảng cáo gọi là tiết kiệm chi phí nhất mà nó hiệu quả nữa. Tại vì những email mà có trong danh sách chúng ta là những khách hàng tiềm năng, chúng ta đã thẩm định được cái danh sách rồi và chúng ta đưa vào danh sách khách hàng tiềm năng trong email, thì chúng ta sẽ thực hiện những chiến dịch email nhỏ giọt ở bên trong để khách hàng tiềm năng sẽ nhận dần những cái thông tin bán hàng marketing của chúng ta, và khi khách hàng phát sinh nhu cầu là ngay lập tức trong hộp thư của khách hàng có ngay cái thông điệp của chúng ta và khách hàng liên hệ một cách nó nhanh nhất và chúng ta cũng không cần phải tốn quá nhiều chi phí. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký nha. Chúng ta bấm vào là đăng ký miễn phí. Rồi chúng ta sẽ nhập tên là đồ chơi trẻ em ha. Ok, email chúng ta gõ là đồ chơi trẻ em vn2020@gmail.com nha. Thiết lập một mật khẩu nha. Đây các bạn tới phần mật khẩu nè, sử dụng ít nhất là 8 ký tự nè, kết hợp chữ và số nè, kết hợp chữ thường và chữ viết hoa và các ký tự đặc biệt. Vậy các bạn sẽ đặt có 4 cái yếu tố này để tạo thành một mật khẩu nha. Ok ha, các bạn đặt 4 cái này rồi bấm là tạo tài khoản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào email để chúng ta xác minh nha. Ok, rồi đây này các bạn, chúng ta bấm vào xác minh, rồi chúng ta bấm vào kích hoạt tài khoản nha. Rồi đây các bạn ha, chúng ta sẽ hoàn thành một số thông tin nữa trước khi là vào bên trong. Đây các bạn coi nè, rồi địa chỉ chúng ta gõ là 99 Lê Dũng nha. Rồi quận nhất, rồi mã bưu chính 700.000, thành phố Hồ Chí Minh. Cái thông tin này sẽ được nằm ở phía dưới mỗi email mà chúng ta gửi đi nha các bạn nha. Hồ Chí Minh đi. Rồi số di động chúng ta gõ vào thôi. Rồi chúng ta đi đến bảng điều khiển. Tài khoản này chúng ta sẽ sử dụng trong 30 ngày miễn phí với
cái độ lớn của nó là 31.000 data thôi các bạn nha. Rồi ok ha. Rồi ok, này các bạn thấy nè. Đây dùng thử trong 30 ngày nè, mình đang đó, ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một số cái khi vào trong cái giao diện này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một số cái phần nha. Phần thứ nhất, để trong quy trình 7 bước thực hiện một chiến dịch email marketing của mình thì mình có bước, một cái bước đầu tiên là chuẩn bị chiến dịch, ok ha. Bước thứ hai là chúng ta chuẩn bị data. Thì để sử dụng được cái phần mềm email marketing này thì đầu tiên nhất các bạn có được data, có nghĩa là các bạn phải có được email của khách hàng tiềm năng, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng được phần mềm này. Tôi sẽ tiến hành là nhập data nha, là danh bạ đây. Các bạn phải có trước cái danh sách email, ví dụ như là tôi đã có sẵn một cái danh sách email này đây, ví dụ đây tôi có danh sách 50 email này đây, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nhập vô trong cái response cho các bạn xem nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập nè. Ở đây có 3 cách nhập. Cách nhập thứ nhất là nhập thủ công, là chúng ta nhập một, nhập từng email. Cách nhập thứ hai là chúng ta nhập bằng cách là copy paste, có nghĩa là chúng ta copy từ danh sách theo cái mẫu của response đưa ra, sau đó chúng ta paste vào đây. Cách thứ ba nữa là import lên, là chúng ta tải một cái tập trình có email lên. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành cái bước thứ nhất nha. Ở trong đây giống như cái phần danh bạ này, nó cũng giống như trong danh bạ trong điện thoại của chúng ta. Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm khách hàng khác nhau, là bởi những cái danh bạ khác nhau, sau đó chúng ta sẽ thêm từng danh bạ. Cũng giống như là các bạn, ví dụ như là mình có hai đối tượng khách hàng nam, khách hàng nữ, vậy thì một danh bạ thứ nhất là khách hàng nam, một danh bạ thứ hai là khách hàng nữ. Hoặc là mình có nhiều chiến dịch khác nhau, chiến dịch này là khách hàng dành cho 30/4, khách hàng dành cho là ngày 14/2 chẳng hạn, thì mình sẽ chia cho từng cái loại danh sách khác nhau và đưa khách hàng vô nó tương ứng. Hoặc là mình có đối tượng khách hàng là khách hàng tuổi tiên, ví dụ như khách hàng trung bình, khách hàng là khách hàng nhà giàu, vân vân. Mình sẽ chia nhiều cái loại khách hàng danh sách khác nhau nha. Bây giờ mình sẽ thêm một cái danh bạ là như vậy đó. Danh bạ là chia thành từng cái nhiều một khác nhau, ví dụ như là 50 email nha. Danh bạ ví dụ như là khách hàng quận 1, mở ngoặc ra là VIP, ví dụ vậy nha. Ok các bạn hình dung nè, cái tên danh bạ thì cú pháp các bạn đặt giống gì nha, các bạn đặt giống như thế này thì nó mới cho nha. Và cái tên danh sách này cũng là duy nhất trên response, không có danh sách tên như thế này để thứ hai, có nghĩa là danh sách ở đây là danh sách duy nhất nha. Rồi ok bấm, nếu có ai đặt rồi chúng ta không đặt được. Rồi ok được nha. Giờ chúng ta tạo một cái nữa, một danh bạ nữa là khách hàng quận Gò Vấp. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ thêm nha. Ok, thêm liên lạc nè, thêm liên lạc và thêm email vào, còn thêm danh bạ là mình tạo những danh bạ. Ok ha, thêm liên lạc. Rồi mình chọn cái danh bạ nào, mình có hai danh bạ mình mới tạo nha, và bây giờ danh bạ mặc định. Bây giờ tôi thêm danh bạ khách hàng này, ok chưa? Nè, đây là có hai cách thêm, là một, từng bước một, tôi bấm từng bước một nha. Email tôi copy qua, ví dụ email để tôi copy email nha. Email này tên là Kiều Anh Tuấn nha. Rồi email tên là Kiều Anh Tuấn, ok chưa? Thêm trường khác này, các bạn bấm này để thêm một cái trường khác nha. Rồi các bạn lựa chọn nè, địa chỉ đi, địa chỉ nè, mình chọn là city. Ok, mình sẽ lấy cái địa chỉ này qua nha. Rồi đó, chúng ta dán địa chỉ vào đây, ok chưa? Rồi người này có số điện thoại thì chúng ta sẽ thêm vào số điện thoại vào. Tôi lấy ví dụ nha, đây thêm số điện thoại đây, bấm vào đây, chúng ta chọn là số điện thoại định dạng của quốc gia Việt Nam, bấm vào đây nha. Sau đó chúng ta gõ là 9, chúng ta không gõ số 0 nha, bỏ số 0, 9 0 9 0 9 2 4 0 9, ok chưa? Rồi
nếu còn nữa thì chúng ta thêm nữa nha. Có rất là nhiều trường là chúng ta thêm vào. Còn nếu xong rồi thì chúng ta sẽ chọn bấm tôi có quyền thêm vào. Thì các bạn bấm vào là thêm liên lạc. Thì cái danh sách này lập tức sẽ ở đây. Đã xếp hàng đợi xong, chúng ta thêm vào nha. Rồi chúng ta thêm một cách thứ hai nữa nha. Rồi, cách thứ hai nữa. Ví dụ tôi thêm tôi vô đây coi. Rồi, anh Tình. Ok chưa? Điểm nhất. Ok chưa? Rồi. Ok, số điện thoại này luôn nha. Rồi, tôi có quyền. Rồi, tôi thêm được hai người nha. Rồi, ok chưa? Là tôi đã thêm được hai người rồi. Rồi, cái cách thứ hai nữa thì các bạn có thể thêm nè. Cái cách thứ hai các bạn có thể chọn đây nè. À, ví dụ chọn đây ha. Các bạn có thể nè, các bạn nhìn nè, tải một tập tin lên. À, tôi ví dụ nha, tôi thử tôi lấy danh sách này. Tôi lấy ngẫu nhiên một vài người nè ở đây nha. Rồi tôi copy. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái danh sách để tôi tải lên nha. Các bạn xem tôi làm danh sách tôi tải lên nha. Ở đây là name, các bạn làm theo cú pháp này nha. Email, địa chỉ. Rồi. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tải danh sách này về. Tải xuống được dạng này nha các bạn nha. Được dạng này đây nè, ok nha, được dạng này. Tải về. Rồi, ở đây là danh sách email. Chúng ta sẽ lưu trong cái mục đồ chơi game chúng ta nè. Rồi, nó lưu vào đây. Rồi chúng ta mở và kiểm tra lại lần nữa nha. Đây, chúng ta sẽ xóa cái trang 50 này đi. Chúng ta lấy một cái 4 người thôi. Đầu tiên trước khi chúng ta tải cái danh bạ lên, chúng ta phải xử lý danh bạ nha. Thì tôi đang xử lý danh bạ để các bạn thấy nè. Rồi bây giờ mình còn danh sách này mình sẽ tải bao nhiêu đi thôi ha. Sau đó mình sẽ lưu nè. Lưu lại. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ tải danh sách này lên nha, respawn nha. Rồi ở đây tôi bấm tải lên nè ha. Đó, bấm tải và chúng ta bấm là chọn một đây ha. Và chúng ta sẽ email nè, tải danh sách này lên. Các bạn thấy không? Ok chưa? Rồi thêm và cập nhật hiện tại nè, tôi có quyền ha. Ok chưa? Nè, danh sách vô danh sách này. Chọn danh sách khác đây, danh sách VIP này đây, ok nha. Đó, chọn danh sách VIP nha, ok nha. Rồi, tiếp theo. Khi đã tiếp theo các bạn thấy nè, name là mục name nè, đúng chưa? Mục email nè, mục này gắn vào trường địa chỉ vào. Gắn vào city nha, ok nha. 6 liên hệ nè, ok, chúng ta bấm là nhập. Rồi, ok. Rồi đó, các bạn thấy không? Đây, chúng ta có 5 người trên danh sách đã được tải lên này nè, các bạn thấy không? À đây, tôi bấm vào cho các bạn coi danh bạ nè. Có phải chúng ta được 8 người rồi chưa? Đây, 2 người là tôi mới nhập bằng thủ công, bằng tay, đúng không? Và ở đây là bao nhiêu? Ở đây là 5 người tôi mới nhập bằng cách là chúng ta tải lên. Rồi chúng ta đã được cái phần nhập data rồi nè. Ok, các bạn thấy không? Đây, tên đây. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi chỉ cho các bạn nhập một cách nữa. Là một cách là chúng ta copy pass nha. Cho nên trong 3 cách, các bạn dùng cách này không được thì dùng cách khác. 3 cách chúng ta sẽ để nhập nha. Mỗi một cách nó sẽ có một cái lợi thế riêng, nó sẽ có một cái ưu điểm riêng nha các bạn nha. Rồi, thêm liên lạc. Rồi chúng ta chọn danh sách này các bạn. Tôi chọn danh sách này. Và tôi sẽ chọn ở bên dưới đây, chúng ta chọn là dán từ danh sách, đúng chưa? Rồi tôi cũng chuẩn bị một cái danh bạ, tôi copy.
qua đây giả sử dán đúng không, tôi copy mấy người thôi, copy là bao nhiêu người đây thôi. Rồi ok, tôi copy bao nhiêu đây ha, tôi copy Ctrl C nha các bạn nha. Ctrl C sau đó chúng tôi trở về đây và Ctrl V paste vào đây. Ok chưa? Rồi sau đó thêm, tôi có quyền mà bấm thêm. Đây các bạn ha, đây là email đúng không ạ? Đây là chúng ta gắn trường gì? Trường name. Trường name. Name là tên nha. Rồi ok, chúng ta gắn trường là city. Rồi ok ha, chúng ta đã được 4 người và cuối cùng chúng ta bấm là nhập. Rồi ok. Rồi các bạn thấy không? Là chúng ta đã được 12 rồi nè, là tổng cộng chúng ta hai danh sách chúng ta đã có 12 rồi. Vậy thì đến đây tôi đã hướng dẫn các bạn xong vấn đề là chúng ta cái bước thứ hai là chúng ta chuẩn bị cái data. Thì data chúng ta đã dùng cái phần mềm chúng ta tải lên, thì khi chúng ta đã lưu trữ ở trong đây thì họ đang là khách hàng của chúng ta trong đây rồi. Đó, thì chúng ta đã chuẩn bị data xong, coi như là bước thứ hai của 7 cái bước thực hiện một chiến dịch email marketing. Bước này, bước thứ hai là chuẩn bị data, thống kê data. Là chúng ta đã đi bước thứ hai, thứ ba là chuẩn bị và thống kê data. Đây là phần này là phần chuẩn bị, là chúng ta đã chuẩn bị đây data danh sách, đây là chúng ta chuẩn bị, và đến đây chúng ta thống kê, có nghĩa là chúng ta đã nhập vào đây xem coi là hệ thống chấp nhận cái email nào sống, cái email nào chết chẳng hạn. Thì chúng ta nhập vào đây thì họ, thì cái phần mềm này, công cụ này đã chấp nhận chúng ta 12 cái data này, có nghĩa rằng là chúng ta thống kê là chúng ta có 12 cái data đã được chấp nhận. Vậy thì 12 data này thì chúng ta sẽ gửi email cho họ được. Ok chưa? Rồi, bước thứ tư trong cái chiến dịch này, sử dụng cái phần mềm này, đó là cái bước là chúng ta tạo nội dung. Là chúng ta tạo nội dung bằng là chúng ta sẽ chia nội dung, chia nhỏ nội dung ra để chúng ta soạn từng email đó. Ok nha. Rồi, ok. Đến phần là bấm vào đây. Chúng ta sẽ thực hiện bước thứ tư là chúng ta tiếp thị với email. Bấm vào đây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo bản tin nè. Ok, tạo bản tin. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo email nha. Các bạn bấm vào đây nha, chỉnh sửa email, kéo và thả nha. Các bạn bấm vào đây. Cái phần thiết kế email cũng rất là dễ các bạn, cũng giống như cái phần cái bài mà hướng dẫn về landing page, nó cũng giống như vậy đó, nó chỉ kéo thả thôi, cho nên nó cực kỳ dễ dàng soạn nha các bạn nha. Ở đây các bạn nè, lựa chọn danh sách, chúng ta sẽ thực hiện trong danh sách nào. Ví dụ như tôi thực hiện trong danh sách là Gò Vấp này ha, tôi bấm vào đây. Rồi tên thư này các bạn có ghi chú nè, tên thư sẽ xuất hiện trong danh sách thư của bạn, người đăng ký của bạn sẽ không nhìn thấy. Có nghĩa là tên này dùng để các bạn ghi chú ha, ví dụ như là tên thư gì đó. Còn khách hàng thì không có thấy được cái tiêu đề này ha. Rồi ví dụ như là gửi mẫu cho khách hàng, mở ngoặc ra tôi để test ha. Ok nha. Rồi cái tiêu đề thư là cái này để khách hàng mới thấy nè. Cái tiêu đề thư là tương đương với, giả sử các bạn hình dung nè, đây là tiêu đề thư nè, đây là tiêu đề thư, các bạn hình dung không? Tất cả hiển thị đây là tiêu đề thư nè, tiêu đề thư nè, các bạn hình dung chưa? Đó, đây là tiêu đề thư. Ok chưa? Rồi hãy là mình sẽ gửi cái thư là chúc. Okay, ha. Ok, bây giờ chúng ta cá nhân hóa nha. Cái điểm mạnh của cái phần mềm mà Respond này á, là giúp cho chúng ta là cá nhân hóa khách hàng. Vậy là cá nhân hóa là thế nào? Các bạn hình dung nào, ví dụ như là đây, cái danh sách của chúng ta nhập, ví dụ đây, chúng ta nhập là tên nè, ví dụ tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tên Nguyễn Hoàng, tên Đỗ Thị Thanh Xuân, là Đỗ Nguyễn Thanh Hồng. Các bạn hình dung không? Là tất cả những cái này có tên riêng, có phải là 50 email là hoàn toàn 50 cái tên khác nhau không? Vậy thì 50 cái tên khác nhau này, khi chúng ta thực hiện, chúng ta gửi một cái thư này cho 50 người, thì cái hệ thống nó sẽ nhận dạng, nó sẽ mỗi một cái thư của từng người, nó sẽ là gọi tên của người đó, hoặc là gọi cái chức danh, hoặc là gọi cái tên của người đó theo như mình mong muốn. Có nghĩa là mình muốn gọi tên thì 50 người này sẽ được gọi tên đúng theo cái tên ban đầu ở trong cái danh sách này mình đã chuẩn bị. Ok chưa? Đó được gọi là cái tính năng là cá nhân hóa trong từng bức thư. Chứ nếu như chúng ta dùng cái Gmail bình thường, hoặc là dùng những cái công cụ bình thường khác,
thì các bạn thấy là không có cá nhân hóa được, mà ở trên đây là đang để là chung chung. Vậy thì hiện tại bây giờ đã chúng ta dùng phần mềm Respond này chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp, là chúng ta sẽ cho phép chúng ta là cá nhân hóa từng người. Nếu chúng ta có 10.000 cái data trong email này thì chúng ta gửi một lúc 10.000 người thì hệ thống này cũng sẽ cá nhân hóa 10.000 người cho chúng ta luôn. Ok chưa? Rồi bằng cách là chúng ta bấm là chúc nè, về cái tên người đó buổi tối vui vẻ nha. Rồi bây giờ chúc nè, tên các bạn thấy là cá nhân hóa nè, là bấm là name. Ok chưa? Name là cái trường hồi nãy mình đã thêm lên đó ha. Các bạn muốn lấy là first name, last name là do các bạn thôi nha. Ok nha. Buổi tối vui vẻ nè, vui vẻ an lành. Ok chưa? Rồi sau đó là các bạn thấy nè, từ đồ chơi trẻ em nè, cái này. Rồi chúng ta có thể là thay đổi thêm một số cái người gửi thư cũng được nha. Ở đây chúng ta bấm vào để thay đổi thêm người gửi thư là được nha. Ở đây tôi thấy luôn cái này nha, đồ chơi trẻ. Ok, bấm là tiếp theo. Rồi ra đến cái phần là mẫu. Ở đây Respond cung cấp cho ta rất là nhiều mẫu để chúng ta chọn. Những mẫu thư ở trong đây Respond chuẩn bị sẵn, nó rất là chuyên nghiệp, cho nên chúng ta chỉ cần chọn thôi ha. Rồi ở đây tôi sẽ chọn một cái thư nào đơn giản nhất. Ví dụ đây là cái thư này đơn giản nè. Ok ha. Rồi chúng ta chọn cái thư này. Ok, bấm chọn. Rồi rồi đây các bạn ha. Rồi ở đây đó, thì đây là cái thư mẫu đây, các bạn có thể sửa lại theo cái mong muốn của các bạn nha, theo yêu cầu của mình nha. Rồi ví dụ đây tôi muốn bỏ trên đây thì bấm là đơn giản lắm, các bạn rơi chuột vào bấm là delete là xong. Còn đây là một tấm hình thì các bạn có thể thêm tấm hình vào, có thể thêm hoặc là có thể không. Ví dụ ở đây là thêm cái logo nè, như tôi thêm logo vô nè, thêm logo nè, thêm đặc tính, mình lấy logo của mình vào ha. Thêm vào. Rồi bấm vào đây thêm logo đây, logo ta đây. Đó các bạn thấy chưa, to ra nè. Ok. Rồi logo ha. Ok chưa. Rồi ở đây là, đây là phần chào mừng ha. Welcome to. Ok. Rồi, các bạn có thể để cũng được ha, tùy nha. Rồi đây là his first name nè. First name đó, first name thì xưng cái tên nó ra đó, hoặc là các bạn có thể là, hoặc không first name chúng ta là xưng là name. Ok chưa? Rồi. Mình sẽ thay lại nha. Chào. Bấm vô đây. Name là ở đây nha. Ok chưa? Rồi chào name là chào tên á. Rồi ok. Chúc bạn một buổi tối tốt lành bên gia đình và người thân. Chúng tôi là hệ thống kho đồ chơi chính hãng dành cho trẻ, bé. Rất vui đó ha. Đó một câu như vậy. Rồi ở dưới đây các bạn có thể là để một số dịch vụ của bên mình ha. Rồi ok, ví dụ đây. Rồi tôi ví dụ một thư ngắn vậy đi, tôi gửi test vậy thôi nha. Đó rồi, có thể là tôi xóa chỗ này nhưng mà tôi thêm lại một cái đây. Ok chưa? Ở đây các bạn có thể tìm một số thông tin nè, ví dụ như là kho đồ chơi trẻ em. Đây là nhiều loại đồ chơi gì đó.
từ Lego nè. Xe đẩy đồ chơi thông minh. Rồi đó, ví dụ vậy ha. Rồi, ở đây hãy với chúng tôi khi cần. Rồi, các bạn có thể là để cái đường link à, ví dụ như mình sẽ để cái đường link là Facebook mình vào đây ha à, ví dụ đường link Facebook mình vào đây là đồ có đồ chơi trẻ em đúng không? VN rồi, ok ha. Kết nối Facebook. Ok chưa? Có thể là để màu vàng hoặc tùy muốn màu gì các bạn sẽ bấm chỉnh vào đây nha. Rồi, đường link là kết nối fanpage Facebook. Ok chưa? Rồi. Rồi sau đó các bạn ở dưới đây các bạn có thể là để nè, link Twitter nè, các bạn bấm vào đây để thêm cái link Twitter mình vào đây ha. Đó, ok. Còn nếu không thì các bạn sẽ có thể là bạn thêm link vào đây, còn nếu không bạn xóa thôi nha. Ở ví dụ tôi đây là một cái đây, các bạn có phiên bản iPhone nè, xem cái này đây. Rồi ok, bây giờ sau khi xong thì chúng ta sẽ là lưu lại thôi, chúng ta lưu cái bản này để mai mốt nó dùng. Các bạn thấy ví dụ như các bạn muốn là thêm cái ảnh ở chỗ nào đó, các bạn kéo vào đây nha, đây để các bạn thấy nè, thêm hình vào chỗ nào các bạn kéo vào chỗ đó là được. À, ví dụ thêm ở trên đây thì mình kéo đây, bạn bấm vào thêm hình thôi nha. Ở đây có rất là nhiều cái khối nè, thêm khó văn bản thì các bạn kéo khó văn bản vào nha. Đây có rất nhiều cái thêm mà các bạn thêm nút nè ha. Đó các bạn cứ nắm đây, các bạn kéo sang đây thì lập tức nó sẽ sang đây thôi là các bạn sẽ sử dụng đó. Ok chưa? Nó rất là dễ, chỉ là kéo thả thôi, nó cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ thì sẽ xóa mấy cái này nha, cái dư chúng ta sẽ xóa bỏ. Ok nha. Tôi quay trở lại nha. Rồi đó, ok ha. Rồi chúng ta dùng thì chúng ta dùng, không dùng chúng ta sẽ xóa bỏ nha. Sau đó chúng ta sẽ lưu mẫu, ok chưa? Rồi ok, sau khi lưu xong rồi chúng ta sẽ đến cái bước là tiếp theo. Sau kiểm tra thư xong đâu đó xong hết rồi, chúng ta bấm là bước là tiếp theo. Rồi bước tiếp theo. Rồi ở đây chúng ta cho phép chúng ta chọn danh bạ chúng ta gửi nè. Bây giờ chúng ta mình sẽ gửi nháp cho mình thôi nha, mình tự gửi cho mình là để mình gửi nháp thôi. Ok, bấm ra nha. Rồi nếu các bạn bấm hết vô đây thì tất cả sẽ gửi được 12 người luôn đó, trong tất cả các danh bạ chúng ta. Nhưng bây giờ đây là cái thư mẫu cho nên mình sẽ gửi cho nhiều nhất mình thôi để mình kiểm tra thư ha. Đây ok. Rồi sau đó chúng ta bấm là tiếp theo. Rồi ở đây các bạn thấy rằng nè, đây nè, phải tiêu đề là chúc nem buổi tối vui vẻ an lành ha. Ok nha, mẫu đây. Rồi ok à, ở đây là kiểm tra cái phần trăm spam hay các bạn ha. Nếu như cái phần trăm spam này cao quá từ 4-5 trở lên thì email thì cái hệ thống sẽ bắt chúng ta sửa lại. Còn đây chúng ta nó 0.25 thôi cho nên chúng ta sẽ vượt qua cái phần spam này rồi ha. Rồi ok, một người danh bạ chúng ta đến cái phần này thì đến đây có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta bấm, nếu chúng ta bấm là chúng ta gửi luôn thì cái email này tự động sẽ gửi ngay lập tức vào cái hộp thư cho cái những người trong danh bạ. Còn nếu như chúng ta muốn là ngày hôm nay soạn nhưng sáng ngày mai hoặc là tối mai hoặc là tuần sau hoặc tháng sau gửi, chúng ta bấm vào đặt lịch và chúng ta chọn ngày tháng thì cái thư này sẽ được gửi vào cái thời gian mà chúng ta đặt lịch các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ bấm là gửi luôn để các bạn thấy nha. Bấm, chúng bấm là gửi. Rồi sau một phút khoảng 60 giây đó thì thư sẽ được gửi đi các bạn nha. Rồi các bạn thấy nè, là thư của mình đã được gửi đi rồi ha. Và chúng ta sẽ truy cập vào, ta đi đến bản tin của chúng ta nha. Bấm đây. Bây giờ sau khi chúng ta đã gửi email xong, các bạn thấy nè, sau khi hệ thống gửi email xong là hệ thống thống kê cho chúng ta nè, các bạn thấy nè,
đã gửi là 1 nè, tỷ lệ mở là 0 nè. Các bạn bấm nha, các bạn bấm thống kê nè, các bạn thấy không? Sau khi hệ thống gửi xong thì các bạn á, các bạn click vào rê chuột vào từng cái chiến dịch, từng cái email. Các bạn thấy, các bạn tìm ở từ là thống kê, các bạn bấm vào chữ thống kê nha, bấm vào. Các bạn bấm vào thống kê thì sẽ thấy là hệ thống thống kê đầy đủ chi tiết về cái quá trình gửi email. Các bạn thấy nha, đây tổng số gửi là 1 nè, đã mở là 0 nè, đã nhấp chuột 0 nè, mục tiêu 0 nè ha. Đó, đây là một số cái thống kê rất là chi tiết nha. Thì các bạn sẽ gửi bao nhiêu thì hệ thống gửi sẽ thống kê bấy nhiêu các bạn, cho nên là các bạn sẽ biết được người nào đã mở mail, người nào chưa mở mail, người đã nhấp chuột rồi, để các bạn tiến hành cái bước số 7 trong email marketing á, là cái bước tương tác. Sau khi các bạn đã tìm thấy được những danh sách nào mà họ đã là trực tiếp tương tác email của mình, lúc đó mình sẽ thực hiện bước số 7 là tương tác, là gọi, là nhắn tin, là Zalo, hay gửi trực tiếp một email khác cho khách hàng nữa. Đó là bước số 7 trong cái chiến lược, trong 7 bước thực hiện chiến lược email marketing các bạn nhé. Giới thiệu cho các bạn thêm một cái tính năng nữa là thư tự động. Rồi, chúng ta có phần là trả lời thư tự động nè, các bạn bấm vào đây nha. Rồi, ở đây tôi ví dụ nha, thư tự động có nghĩa là sao? Có nghĩa là giả sử như các bạn trong một tháng, trong một tháng nha, chúng ta có là 30 ngày, các bạn dùng chưa? Trong tháng chúng ta có 30 ngày và chúng ta sẽ cài đặt trong 30 ngày này, thì chúng ta cài đặt là chúng ta gửi tổng cộng là 10 thư, cứ 3 ngày một thư cho cái danh sách email của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cài đặt ngày đầu tiên được gọi là ngày 0. Ví dụ như ngày 0 chúng ta gửi email chào mừng cho những cái người mới đăng ký vào danh bạ của chúng ta, hoặc là những email mà chúng ta nhập vào. Thì khi chúng ta nhập vào ngày đầu tiên chúng ta nhập vào, giả sử như chúng ta nhập vào 10 data, vậy thì 10 data này sẽ được nhận cái thư số 0. Và tiếp theo đến ngày số 2, số 3, số 5, số 6, và đến ngày số 6 là thư thứ hai bắt đầu gửi đi. Vậy thì 10 người này đến ngày thứ 6 sẽ nhận được là cái thư thứ hai, và đến cái ngày thứ sáu có thêm 10 người khác mới nhập vào, vậy thì cái 10 người sau này bắt đầu nhận được thư 0, và 10 người đầu tiên kia đã nhận được thư thứ hai rồi. Đó là cái chiến dịch nhỏ giọt tự động, các bạn hình dung chưa? Bây giờ tôi tạo trong này để các bạn dễ hình dung hơn này nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo nè. Rồi đây là ngày 0 này các bạn nha. Rồi tôi nè, ngày 0 là ngày là chào mừng nè. Bấm số 0. Đó là ngày 0 đó nha. Ok, đây là ngày 0 là gửi lập tức nha các bạn nha. Rồi tôi chọn danh sách là gò bắp luôn nha. Ok chưa? Rồi ngay lập tức, ngày 0 là bấm ngay lập tức là nha. Kích hoạt vào các ngày có nghĩa là các bạn hình dung, nếu các bạn check hết tất cả những ngày này thì cái người đăng ký vào cái danh bạ của các bạn, hoặc các bạn nhập email vào ngày nào, vào bất kỳ ngày nào từ thứ hai đến thứ bảy đến chủ nhật luôn, thì cái thư này cũng gửi đi. Còn nếu như các bạn chừa chủ nhật ra, bấm bỏ chủ nhật, có nghĩa là sao? Có nghĩa là thư này nếu như cái người đăng ký vào ngày chủ nhật thì nó phải đợi qua thứ hai đến gửi, chủ nhật nó không gửi các bạn nha. Ok ha, bấm vào đây mình sẽ chọn hết luôn. Rồi chọn thư nè, mình sẽ chọn rất là nhiều thư ở đây. Ví dụ mình vô cái bản tin mình lấy cái thư hồi nãy đây, thư này là thư thứ nhất nha. Rồi giả sử mình có một thư này mình chọn nè, bấm chọn cái thư này, ok chưa? Và chúng ta lưu và xuất bản nè. Rồi ok nè. Rồi một thư, các bạn thấy chưa? Chọn gì các bạn thấy dễ hình dung nè. Rồi có phải là ngày không? Ngày không là nó sẽ ở đây các bạn thấy là ngày không là cái danh sách là khách hàng quận Gò Vấp nè, nó sẽ được nhận ngay lập tức, các bạn hiểu chưa? Rồi các bạn muốn gửi vào ngày nào cũng bấm ngày đó, ví dụ như là cách 2 ngày, sau ngày không xong chúng ta cách 2 ngày, bấm rồi ngày đó gửi tiếp theo, cái ngày này gửi tiếp, bấm ở đây ha. Rồi gửi tiếp là chào mừng xong rồi là cho giá trị ha, cho giá trị 1, đó là ngày số 1. Ví dụ như là mình mở hoặc ra mình cho giá trị 1 thì có thể là mình gửi thông tin gì đó ha, ngày số 3, rồi cũng là cái danh sách này. Rồi sau đó chúng ta là cùng thời điểm đăng ký nha. Rồi chúng ta chọn cái thư,
Đó, bây giờ cái thư này đi ha, cái thư này các bạn sẽ chọn nhiều thư khác nhau nha, rất nhiều cái thư và nhiều nội dung khác nhau. Ở đây tôi lấy ví dụ một cái thư tôi đã soạn sẵn để làm ví dụ cho các bạn thôi nha, còn các bạn sẽ chọn nhiều thư khác nhau. Rồi chúng mình sẽ lưu, mình sẽ lưu và xuất bản luôn. Rồi mình được là ở đây các bạn xem, mình đã được hai cái thư, ok chưa? Đó, các bạn thấy là ngày xuất không nè, nhận một thư, ngày thứ hai cho giá trị nè. Rồi các bạn muốn mấy ngày nữa, các bạn muốn là cách 2 ngày nữa sẽ nhận một thư nữa, thì các bạn bấm đây, các bạn chọn một thư nữa, ok chưa? Rồi ví dụ như là cho giá trị 2 là ngày số 3, ok chưa? Rồi ngày số 6 này nha. Rồi chúng ta chọn danh sách, đúng danh sách đó luôn, chúng ta chọn thư. Đó, các bạn hình dung chưa? Đó, đây là chiến dịch hoàn toàn tự động nha, tất cả cái này là hoàn toàn tự động, và đúng ngày giờ khi có cái danh sách data vào là tự nhiên khách hàng nhận được, vì chúng ta đã cài đặt sẵn ở trong đây rồi. Ok chưa? Rồi đến đây các bạn hình dung nè, các bạn có thể là cài đặt đến ngày, đây các bạn nhiều hơn nè, các bạn có thể là cài đặt đến ngày 19 luôn nha. Đó, các bạn thấy không, đây nè, đó, nhiều nhất là chúng ta có thể cài đặt đến ngày thứ 109 luôn nè, là tất cả nguyên một chiến dịch chúng ta là diễn ra trong 109 ngày, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn tùy, các bạn muốn cài đặt vào ngày giờ nào thì đúng ngày giờ đó, thì tất cả những người trong danh sách này cứ phát sinh liên hệ trong cái danh bạ này thì lập tức nó sẽ được gửi. Các bạn hình dung không? Bây giờ ví dụ này các bạn thấy nè, ở trong đây ngày không, giả sử cái danh sách là khách hàng Gò Vấp chúng ta có 4 người nha, thì khi có 4 người thì cái lập tức cái danh sách này sẽ được gửi, thì qua đến ngày số 1 thì nó vẫn còn, qua số ngày số 11 á thì 3 người đầu tiên đã nhận rồi, thì nếu như đến ngày số 1 mà danh sách chúng ta tăng cái số lượng liên hệ lên, ví dụ từ 10 chúng ta tăng lên 20, thì lúc này qua đây mỗi ngày chúng ta tăng, thì có nghĩa là người nào vào trước thì nhận trước, người nào vào sau thì nhận sau, cho đến hết cái danh sách. Các bạn hình dung chưa? Cho nên là các bạn, nếu mà các bạn sử dụng tốt cái thư tự động này, thì các bạn hình dung là các bạn có một chiến dịch, các bạn soạn khoảng 10 mail hay 20 mail, chúng ta chia đều ra đưa vào đúng danh sách, thì những email này sẽ nhỏ giọt gửi đến cho khách hàng một cách hoàn toàn tự động. Và lập tức các bạn hình dung rằng là khi gửi như vậy á, thì khách hàng sao, mỗi lần nhận là có một cái mới, mỗi lần nhận có cái mới, mỗi lần nhận có thông tin mới, thì lập tức khách hàng sao, họ sẽ bị là thuyết phục dần dần, đến khi mà khách hàng phát sinh nhu cầu lập tức sẽ nhớ ngay đến cái email mà các bạn gửi, là lập tức các khách hàng sẽ bóc máy gọi ngay đến bạn lập tức, bởi vì các bạn đã chăm sóc khách hàng rất là tốt, điều động cho khách hàng những cái thông tin rất là giá trị. Và bởi vì một email khách hàng chưa có mua hàng được, chưa quan tâm được, hai email cũng chưa, ba email cũng chưa, tại vì có rất là nhiều khách hàng tiềm năng, thì mình phải mỗi một người là một ý, mỗi một người là có cách mua hàng khác nhau. Vậy chúng ta có 1.000 danh sách data, vậy có 1.000 khách hàng, 1.000 tính khác nhau ở trong đó, vậy thì tùy theo khách hàng, cho nên là chúng ta phải có một chiến dịch đủ dài, đủ lớn và đủ dài để khách hàng sao nắm dần cái việc mà mua hàng, và khi mà khách hàng đủ nhu cầu, khi phát đủ nhu cầu lập tức khách hàng sẽ gọi ngay, những người nào mà sao, những người nào tới nhanh, tới gần nhất thì email chúng ta liên tục. Và có phải là các bạn không có làm gì nhiều không, các bạn chỉ làm một lần duy nhất, là các bạn set tất cả những email tự động một lần thôi, và việc còn lại chúng ta là phát triển cái danh sách data thôi, chúng ta phát triển, chúng ta đổ data vào danh sách đó, đổ càng nhiều càng tốt, và email cứ thế mà gửi, thì có phải rằng là chúng ta làm việc nó hoàn toàn tự động không? Hệ thống giúp chúng ta làm hoàn toàn tự động, và việc còn lại chúng ta cầm cái phone, chúng ta chờ nghe khách hàng, hoặc là chúng ta xem cái form khách hàng điền thông tin mua hàng và chúng ta kiểm tra trong đó thôi. Các bạn hình dung chưa? Đó là cái phần mà đây là một những là phần rất là mạnh của email marketing, là cũng là một công cụ này tôi giới thiệu cho các bạn ha, và các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Và trong khóa học này tôi có một cái nhóm riêng để hỗ trợ các bạn sau khi các bạn học xong, cho nên là các bạn sẽ hãy đăng ký vào cái nhóm để chúng tôi hỗ trợ thêm, để cho cái ekip tôi sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn, để các bạn thuần thục hơn, để các bạn có nhiều cái cách làm hơn trong cái phần email marketing này các bạn nha. Thì các bạn cứ đăng ký tham gia bên dưới nha. Rồi đó là phần email tự động nha. Ngoài ra thì ở trong đây nè còn rất là nhiều cái phần khác nữa,
ví dụ như là hội thảo trên web nè, là rồi tự động hóa nè, trang đích là cái form mẫu, các bạn tạo ra một cái form và gắn lên website để khách hàng nhập vào đây á. Ta ở nhà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái tính năng ở bên trong, và hai tính năng quan trọng nhất tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi, đó là cái tính năng gửi email và cái tính năng là email tự động. Ở đây tôi đã hướng dẫn các bạn, còn những tính năng khác trong đây các bạn gì về các bạn sẽ khám phá thêm nha các bạn nha. Và các bạn tham gia cái nhóm bên dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm nhiều về cái công cụ email marketing các bạn nhé.